Ngọc Trinh và trợ lý Thúy Kiều từ lâu đã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm thân thiết như chị em. Sau biến cố, nữ người mẫu vẫn giữ nguyên một thái độ với nữ trợ lý của mình, cô không ngại lăn xả, chiều chuộng hết mực. Trải qua biến cố gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống lẫn sự nghiệp, Ngọc Trinh thay đổi hoàn toàn hình ảnh, không còn xuất hiện với giao diện quyến rũ cùng những bộ cánh cắt xẻ táo bạo tạo nên thương hiệu nữ hoàng nội y như trước. Ngọc Trinh theo đuổi phong cách kín đáo, nhẹ nhàng và thanh lịch. Trong thời gian này, cô được trợ lý thân thiết là Thúy Kiều hết lòng chăm sóc và hỗ trợ. Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Thúy Kiều không chỉ đơn thuần là người nổi tiếng trợ lý mà có khi thân thiết như chị em trong nhà, chia sẻ ngọt bùi với nhau. Trong video mới chia sẻ trên trang cá nhân, nữ hoàng nội y khiến dân tình bất ngờ khi cô tận tình chăm sóc trợ lý khi đi nghỉ dưỡng. Cụ thể, Thúy Kiều nằm tận hưởng trên ghế cạnh hồ bơi, được Ngọc Trinh chu đáo dưỡng da giúp. Nữ người mẫu quê Trà Vinh còn hài hước cho rằng một ngày đi làm của Thúy Kiều kể ra cũng nhàn ha. Trong thời gian Ngọc Trinh bị tạm giam hơn 3 tháng vì hành vi gây rối trật tự công cộng, Thúy Kiều đã xuống gần chục ký vì lo lắng, mất ăn mất ngủ. Trong ngày xuất hiện ở tòa, nữ trợ lý của Ngọc Trinh để lộ gương mặt hốc hác. Ngay khi Ngọc Trinh được tuyên án treo cho về nhà, Thúy Kiều đã vô cùng vui mừng và cho biết sẽ nấu nhiều món ngon để tẩm bổ cho chủ tịch. Cách đây vài ngày, trợ lý của Ngọc Trinh thừa nhận, bây giờ chủ tịch em theo gu kín đáo rồi, người đẹp Trà Vinh thích cuộc sống bình thường, style ăn mặc đơn giản. Ngọc Trinh cho biết, niềm vui hiện tại của cô là được sống vui vẻ với gia đình, dành thời gian chăm sóc và chơi đùa cùng các cháu của mình. Cô đang có nhiều thay đổi so với trước kia, cả ngoại hình lẫn phong cách sống, những hình ảnh sang chảnh, diện hàng hiệu, đi xe xế hộp tiền tỷ cũng được Ngọc Trinh hạn chế đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc hiện tại và thích thú trước sự thay đổi tích cực của chân dài quê Trà Vinh. Thức tỉnh sau những lỗi lầm, Ngọc Trinh đã hứa hẹn với khán giả rằng cô sẽ truyền tải những thông tin tích cực, lành mạnh đối với xã hội và không tái phạm những sai lầm cũ. Ngọc Trinh gửi lời xin lỗi khán giả và rút ra cho bản thân bài học sâu sắc về cuộc sống. Người đẹp bày tỏ, thời gian vừa qua cũng là cơ hội để Trinh có dịp nhìn nhận lại bản thân. Mỗi chuyện xảy ra với cuộc đời đều có chứa đựng mất và được, nhưng Trinh vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực, mình được yêu thương nhiều hơn, mình được hiểu thêm nhiều điều rất quý giá trong cuộc sống này. Do đó, Trinh không nghĩ nhiều đến những thứ đã mất mát mà sẽ trân trọng những gì mình đang có được ngay lúc này, ngay bây giờ. Trinh nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê mà mình bỏ qua những ảnh hưởng hệ lụy mà nó có thể gây ra. Ngọc Trinh, sinh năm 1990, cô được công chúng biết đến đông đảo với vai trò người mẫu, diễn viên, doanh nhân, chân dài từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011 và tham gia các bộ phim như Vòng eo 56, Vu Quy Đại Náo, Chị Mẹ Học Yêu, Chị Em Em 2. Trước đây, Ngọc Trinh nổi tiếng với gu ăn mặc táo bạo, thường xuyên để lộ da thịt trên mạng xã hội. Năm 2023, người đẹp bị bắt giữ vì tội gây rối trật tự công cộng do điều khiển xe mô tô với các tư thế nguy hiểm và đăng lên mạng. Tại phiên xét xử ngày 2 tháng 2, tòa án xét thấy Ngọc Trinh lần đầu vi phạm nhưng có thái độ ăn năn hối lỗi và có nhiều hành động đóng góp cho xã hội nên được hưởng án tù treo trong 1 năm.